cúi đầu xuống. Tóc anh này có râu râm nè, bạc bạc trắng đầu ở đây gọi là râu gì, không phải râu râm mà muối râm, có trắng lộn nữa là y không nhiều mấy anh để cho nó đẹp. Tóc bạc mà đẹp này, em thấy tóc bạc đỡ nó dè cho đẹp như vậy. Giờ nó đã bạc rồi nhuộm làm cái gì? Nhuộm cho nó đen lại, cho nó trĩ trung ra. Không thích. Bạn kêu nó nhuộm tóc miết mà không có chịu nhuộm. Gì con? Coi tóc nha. Không chịu nhuộm ngay. Mai mốt đi đám cưới hay đi tiệc tùng hay đi đâu là phải nhuộm đó. Mút á, bắt buộc á. Chào con. Con chào như vậy. Đừng có vô chỗ tóc nha, nó dính tóc dơ nè. Cho con phụ tóc phụ đồ tùm lum hết vậy. Con chào ông bà cô chú đi. Hả? Con xin năm mẹ cô chú. Rồi nói gì nói đi. Bữa nay con có hớt tóc không? Mẹ mai hớt tóc cho luôn nè. Dạ. Dạ hớt tóc không? Dạ. Coi tóc nha con Victor. Tóc á đừng có gần nữa, nên nó dính tóc rồi nó dơ con. Rồi xong giờ tới con gái nha. Dạ. Bye bye, xong rồi đó. Rắn tập gớ nó chạy nè. Rồi ngồi dưới đó hai cái đó. Rồi bây giờ cậu đào ngước qua lên, ngước mặt lên, nắm mặt cậu. Cậu nói gì? Đau không đau? Rồi bây đi cậu đau đi. Coi chỗ nào có dài, có ngắn gì á, chỉnh sửa gì á, nói. Rồi. Hả? Yếm yếm yếm. Đừng có cửa cái đào nói chứ không có được cửa. Hả? Thứ hai, bữa nay cuối tuần mà work and ender mà thứ hai thì mới đi học chứ. Dạ, nói trước đi. Ngọc Yếm, Ngọc Yếm đừng có cửa cái đào. Con cửa là nó xấu. Yếm 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 yếm. Victor. Ông bà của chú cừu ở nhà nói con không đeo quẹt, ông bà của chú cừu. Rồi, Victor ngủ không? Mama chỉ hót cái đuôi thôi, không hót gì nhiều. Đỡ tóc, yeah, đỡ tóc dài vậy mama cọt. Giơ tay lên mama ẩm ra. Yeah, rồi chạy vô mama rửa tay rửa mặt rồi gì ta rửa đi. Hai mọi người. Thì nãy giờ Mận hớt tóc cho ông xã với con gái Mận xong. Bây giờ hai vợ chồng làm tí món ăn vặt. Đó là món gì ông xã? Pha bột chiên chuối làm món chuối chiên. À, pha bột chiên chuối, muối chuối chiên. Là món chuối chiên. Bây giờ mình pha bột, mình đổ mình pha bột thôi nha mọi người. Ông xã Mận là thợ độ. Cứ pha nó sớt sớt vậy thôi chứ ổng không có đo bao nhiêu gram. Mà cái này là bột gì đây ba? Này là bột mì. Weissmehl. Ở Đức chỗ nào cũng có bán hả? Tiệm nào cũng có bán. Muốn ngon là vô tiệm hiệu, muốn dở thì ra tiệm Lidl hay là Aldi. Hello Victoria. Hello. I like your video. Dạ. Này là bột nắng. Bột nắng cho nó cứng. Cứng. Có đổ không? Cẩn thận. E tủ rồi. À. À, không biết ở Việt Nam làm là bột nổi phát phưa và ở Việt Nam mình làm bột mà làm chú chiên bằng bột gì nghe nó bột nổi bột đồi gì không biết, chứ mà ông xã mà ông làm cái kiểu này là giống như của nhà hàng China Trung Quốc hả anh, của nhà hàng Trung Quốc làm nha mọi người. Bị gì đâu? À, dơ tay thì chút đi rửa thôi. Nhờ bàn chút xíu nữa thôi. Nhiều quá. Nhiều cái gì? Còn cái này á, là chuối nè. Mận mua mấy trái chuối. Đây. Mà con trái nó bị tét, nó chín nó tét nè. Rồi chút nữa mận sắc ra rồi á, mận chuối nè. Làm. Mà quên mua cái
Vậy khoai lang hả anh? Khoai lang chiên cũng rất là ngon. Thôi, cà chuối thì ăn chuối, cà khoai thì ăn khoai. Đó, giờ con gái mặn phá quay bột hả, giùm ba ba hả con? Dạ. Coi cẩn thận quay đổ ra ngoài hết nha. Dạ. Con quay được không? Dạ. Hả? Dạ. Mọi người thấy con gái mới mấy tuổi, ba bốn tuổi mà được nhờ rồi đó. Mai mốt chín mươi. À xò, con lớn hả? Dạ. Mai mốt mà 9-10 tuổi là chắc nhờ luôn á. Nấu cơm cho má ma ăn nha, rửa chén cho má ma nữa nha. Dạ. Này chị Phái, làm bánh chị Phái lắm. Cẩn thận đổ ra ngoài nha. Dạ. Con phá quá nè. Giấy đồ con xí tùm lum đây Victor. Yeah. Ok, dỡ đây bưng lên lên coi. Bưng được không? Dỡ lên. Rồi, bỏ xuống. Cẩn thận nghe chưa? Dạ. Này, bánh đây mà không ăn này, mua xong gì bỏ đây không ăn con. Chút nữa con thêm ăn. À, con đỡ lắm nó khô rồi, chút nữa coi phim ăn. Thì bây giờ con ăn đi. Rồi em tối đi. Một ngày em làm xong. Nhớ anh chế chút dầu, muỗng dầu cà phê vô cho cái bột nó bóng. Thì em chế dầu vô, chứ không biết dầu thôi. Giờ cắt chuối hả? Ok, à. Em cắt chuối đi. Ok, để em lấy cái thớt về ạ. Dẹp giùm má dẹp, con ngủ mới dậy hả sao đà? Dạ. Đánh dẹp nhanh cho má má bông này, má má bỏ xếp chuối nè. Em làm gì vậy? Xuống lấy cái dẹp cái màn hả con, bỏ màn kia. Chuối chiên. Dạ, làm chuối chuối chiên, bỏ kia. Rồi đi xuống lấy cái dĩa má má bỏ sẵn trên bàn á. Lấy đem lên đây má má cắt nè. Mami. À. Lấy cái tay lên. À, con rửa đi. Làm liền là cái chuối nó không có chín tới á, là nó cứng hơn. Gì vậy? Ở Việt Nam mình á, thôi chứ nói chú chiên, chiều chiều á, đi ăn chú chiên sướng hơn. Ngon. Gì vậy? Chuối vô. Wow. Nó nổi lên đó ba. Nổi lên đẻ hơn. Này, em quên mua mấy trái gì, mấy củ khoai lang á. Đây ăn chuối mà muốn ăn khoai lang. Ừ. Trái gì đâu. Đây mọi người. Cho con em phụ không? Bưng không? No. Chồm miếng nèm lên nấy to đùng á. Thành là chuối cái này muốn tròn thì em cắt cục cục ra thì chiên nó tròn lên.
còn muốn dài thì dài, muốn hình gì nữa đó, hình nấy. Vớt mấy cái bột kia ra luôn anh. Wow, mọi người coi nè, đã chưa, nó vàng giống như bánh mì vậy anh. Hả? Em nhìn em thấy giống như cái bánh mì á. Ok, thành quả đã chiên xong thôi, trời nóng là quay ngồi như sàn nhà ăn cho nó ngon đi. Ra ra Victoria, ra ăn con. Con Kina. Wow. Hả? Bây giờ bánh chua chiên. Rồi. Em lấy em tay lên xem nay. Không ăn đi vô. Thôi ba ba thử à. Không ăn đi vô. Ok. Dạ. Không. Nó chưa không ăn vô chơi rồi. Thôi mời mọi người chú nha. Dạ mẹ mẹ lấy cái giá vậy. Con sẽ tay chị lấy cái giỏ rồi. Cô đưa tay. Ngọt mà nghe mùi nó lên men mật ong đó ba, nghe mùi mật ong không? Cho con cái ăn bột không vậy? Cái bột nó giòn. Mà nóng á. Cái bột nó vừa giòn chuối nó không có giòn. Chuối nó mềm. Em không? Nhớ không? Đây, đó, giòn. Không ăn hả? Con ăn hay chờ. Ờ, bà nãy nở á, nãy cắt chuối á. Vừa thổi vừa ăn mọi người. Lần sau á, mình làm mình mua cái chuối nó sống sống gì là liền. Cái này em mua em đỡ mấy bữa rồi, giờ mình mới làm cái chuối nó quá chín. Nó ngọt quá. Cái chuối này à, ở ngoài nhà hàng của Trung Quốc á mọi người. Đã tiếng quá. Ở Trung Quốc mọi người ở nhà hàng á, người ta bán á là có mật ong nữa, người ta rướn 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 lên đây ăn. Nói chung coi như bên này ăn cái gì cũng á, đồ trái cây trái miệng đồ gì đó cũng ăn mật ong, phần đông là mật ong nhiều, ăn ngọt nhiều. Còn Việt Nam mình không, chú chiên là không có ăn mật ong. Mà chú chiên Việt Nam mình á, người ta ép nó ra thành miếng ha, người ta nhúng bột vô, người ta để lên trên cái miếng đó, rồi người ta đùa xuống cái chảo ha. Còn mình á, mình cắt nửa trái thì mỗi nơi nó mỗi khác, nhưng mà tác dụng ăn nó ngon không đó là điều quan trọng. Còn mà mình thấy cái này không? Thật sự mà nói nha, mỗi cái nó có mỗi cái ngon hơn, nhưng mà em vẫn thích chú chiên Việt Nam mình hơn. Thì Việt Nam, chuối Việt Nam nó ngon hơn là dĩ nhiên rồi. Tại vì anh biết sao không, chuối của Việt Nam là chuối mốc. Dạ. Người ta làm ngon, còn cái này mình làm chuối giống như chuối dạ hương á. Này là chuối Tây, chuối này chuối dạ hương đúng rồi. Cho nên chuối này nó không ngon, còn chuối mốc của mình là ngon hơn. Em cái này nhớ bị lấy răng ra quá. Nó nóng á. Em ăn ngon con. Chờ hàng gái mà chờ không thích ăn. Nóng quá. Không ăn nữa hả? Thế là hơn cái thắt lết nữa. Ngon quá, bà bàn bà miếng ngon. Không ăn cái này. Bà miếng là một cái đó. Là gọt một cái. Gọt một cái ăn. Một cái em chắc là bổ miếng đó. Ồ, có cái mục này tốt hơn vô em nở cho nè, có cái mục. Nhìn chó, nhìn mấy con chó ngoài đường á. Trời nắng á, trời nắng nhìn mấy con cái ngoài đường á, cho nên mặt lẹo. Mấy con trái với lẹo á hả? Anh ở bên này làm gì có trái với lẹo, anh cứ nói tào lao. Ở Việt Nam á, là mặt có thấy trái với lẹo nha mọi người, mà bên này không có thấy đâu. Có chủ đồ dắt đồ đi đàng hoàng chứ không có đỡ mà nó đi lang bang rồi nó thích nhau, nó đến với nhau không có đâu. Thôi mọi người, thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút xíu thời gian xem cũng như ủng hộ cái kênh
gia đình của Mận. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng.